Rồi, mình đã tìm được tài khoản gì ha. Chúng ta có hai nút, đó là nút đăng ký. Nếu như bạn là một người chưa có tài khoản trong này thì bạn sẽ đăng ký bằng nút là đăng ký ở đây. Đó, bạn nhập, bạn chọn tab là ứng viên, sau đó bạn nhập thông tin của bạn vào, tên, email, mật khẩu và số điện thoại. Ở đây là nhà tuyển dụng. Thì bạn yên tâm rằng là gì? À, cái giữa hai cái này anh, đó là những cái thông tin cơ bản để các bạn vào được tài khoản thôi. Bên trong tài khoản có nhiều thông tin hơn là bạn điền vào ha. Thì ở đây là dành cho ứng viên. Trong này ha, sau khi đăng ký xong thì bạn sẽ vô phần đăng nhập ở đây ha, đăng nhập ha, và tôi đã chọn, đã mở một ứng viên có một cái email này, ta chọn đã đăng nhập vậy ha, phát hiện là thành công nghe chưa. Thế thì lúc này ta quay lại, đây là hồ sơ ứng viên ha, ta quay lại trang chủ nha, trang chủ nghe chưa, đang trang tuyển dụng ta có gì nào, ta đã vô cái hồ sơ này đó. Và chúng ta sẽ có cái phần gọi là lưu thông tin, ta lưu là cái đó, nó sẽ lưu cái hồ sơ này cho cái ứng viên này, hoặc là chúng ta muốn ứng tuyển thì nhấn vào ứng tuyển ha, chúng ta ứng tuyển xem nào, ok ứng tuyển ha, và chúng ta sẽ chọn là ứng tuyển, apply cái hồ sơ này ha, và ok rồi. Thế thì cái hồ sơ của bạn nó không hợp với cái này, tại vì hệ thống này nó có tính năng rất hay, đó là nó khớp cái phần kinh nghiệm của bạn này, cái môi công việc này với cái CV của bạn ở đây ha. À, đây ok, rồi cho mình xem các bạn ha, CV của bạn đây ha, đây đó. Thì kinh nghiệm mà nhỏ hơn một năm, nếu bạn lớn hơn một năm á, thì bạn mới approve được cái profile này. Ok rồi, chúng ta sẽ có là gì ở đây, bạn có số điện thoại, địa chỉ đầy đủ. Tiếp tục là chúng ta sẽ quay lên. Thì nhân ở đây á, mình giới thiệu luôn là đây là cái giao diện profile của ứng viên. Anh chị cứ xem cái profile này như mình là, nếu mà ứng viên thì chúng ta sẽ vô đây và nhập thông tin cơ bản ở đây ha, ngày tháng năm sinh, rồi ngôn ngữ ta có thể nói được tiếng Anh, tiếng Việt gì đấy. Và chúng ta thấy rằng ở đây có vài chữ tiếng Việt và tiếng Anh, không sao cả anh chị. Chúng ta người Việt chúng ta học tiếng Anh bình thường. Và website này nó đã yêu cầu chúng ta, tôi như vậy thì tôi là như vậy thôi. Ok, rồi. Phần kinh nghiệm này, bạn có thể thêm phần tích lũy kinh nghiệm này ở phần này. Để bạn có thể vượt qua những cái khóa học này. Những khóa học này giúp bạn tích lũy kinh nghiệm hơn và bạn có thêm được rất nhiều khóa học trong này. Đó là phần rất hay trong cái phần giáo trình, trong phần cái website này. Tức là website này có chức năng là gì? Tạo ra những khóa học ở một cái module khác và bạn sẽ có thể học thông qua khóa học này để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy qua cái phần kinh nghiệm của bạn ở bên này. À, ở đây chúng ta sẽ quay lại cái chỗ này, là cái chỗ để chúng ta mới click, đó là gì? Việc làm đã lưu, ta lưu cái hộp CV, bạn thấy chưa? Mình mới lưu cái này. Nếu bạn lưu thêm nữa thì bạn sẽ hiện tiếp tục ha, ví dụ lưu thêm cái nữa ha. Ok, thích một cái CV nữa xem nào. Một doanh nghiệp đó chúng ta thích xem nào. Đó, ví dụ ta chọn doanh nghiệp đây chẳng hạn. Đấy, ok chưa? Và chúng ta sẽ chọn là gì? Lưu CV. À, ta lưu này, đó sau này ta xem lại đúng không? Và ta xem lại, ok, ta sẽ xem tất cả. Ok, chúng ta có hai cái doanh nghiệp cho lưu hai CV này, hai vị trí này để cho biết có thể là chúng ta ứng tử hai vị trí này hay là không. À, ok. Và chúng ta việc đã nộp, đây là những cái hồ sơ bạn đã nộp liệt ở đây. Tại vì nãy chúng ta đúng kinh nghiệm không đọc được. Ok chưa? Rồi. Ở đây là đổi mật khẩu, là thông tin mật khẩu của bạn ha. Đây là xem kết quả sau khi bạn sửa xong thì nó có cái thế nào. Đó là CV của bạn sau cho khách hàng, cái nhà ứng tuyển, những cái nhà tuyển dụng xem. Và chúng ta sau qua đây. Đó, bạn thấy chưa? Đầy đủ ha. Giao diện rất đẹp và web rất đàng hoàng. Và ở đây có tính năng rất hay, đó là download PDF. Tức là những cái nhà tuyển dụng họ đã download CV bạn vào. Bây giờ mình sẽ download luôn nghe, để xem thử nó ra cái gì. À, ok, ta sẽ lưu ở dạng là PDF, ok chưa? Rồi, ta lưu cái PDF này. Rồi, ok, để cho mình mở cái mọi người xem cái CV nó giống như thế nào. À, ok, CV đây. Anh chị xem, đẹp không anh chị? Quá đẹp đúng không? Rất chuẩn và rất phù hợp cho những ứng viên có những CV đẹp. Và hệ thống này nó tự tạo cho anh chị cái CV này luôn. Rất đẹp anh chị ha. Và rất đẹp anh chị. Chúng tôi đã cố gắng viết những cái hệ thống mà anh chị thấy rằng gì, nó rất là phù hợp cho tất cả mọi người. Ok chưa? Rồi, ok, chúng tôi sẽ chuyển qua cái màn hình này ha. Ok, chúng tôi sẽ dừng lại cái này chút xíu để tôi chuyển lại đứng ở cái CV này. Như vậy thì bạn thấy rằng là gì? Đây nó ghi là bạn là đi cập lần cuối 3 phút trước. Đó. Đây là những cái thông tin cơ bản và hình ảnh đại diện của cái người này, ứng viên này. Đó, chúng ta sẽ thấy này.
Bây giờ mình đã giới thiệu anh chị xong vào cái phần ứng viên. Bây giờ chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu anh chị thêm cái phần gọi là giao diện dành cho nhà tuyển dụng ha. Nhưng mà chắc là mình sẽ giới thiệu video sau. Video này rất là dài rồi ha, 1 phút rồi, mình không muốn là nó dài cho mọi người nghe. Thành ra mình sẽ giới thiệu video tiếp theo về giao diện cho nhà tuyển dụng ha. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.